Rồi, xin chào mọi người, mình bây giờ đang coi cái nhà ở bên Nguyễn Thiện Thuật, 16/94, phường 16 đường Nguyễn Thiện Thuật. Đây ạ. Nhà này là rộng 2m8 nhân cho 8m, mới sửa lại rất là đẹp nhá. Tí mình vào trong mình sẽ quay các bạn. Đây là hẻm này. Hẻm này hẻm lớn ha. Ok, mình quay cho. Rồi, xin chào các bạn. Đó, cái nhà này là nhà của sếp mình. Hẻm này hẻm rộng ha. Đây nhà. Mình quay nhà cho các bạn coi. Đó, nhà đây nha bạn. Đây, 2,8 nhân cho 8m. Đó. Hẻm mới rộng nha bạn. Hẻm này toàn bộ là hẻm thông nha. Đó. 2,8 nhân cho 8m. Rồi mình đi vào trong nha. Nhà là nhà mới. Ok. Đây. Đi vào trong nhà ha. Nhà này các bạn mua là Tết ở luôn. Đây, đây nhà này 2.8 x 8m. Thì vào trong này mình đây là đặt kinh, trong là có nhà vệ sinh. Đó. Đây là nhà bếp. Đó, có địa chỉ luôn nha. Nhà này là 2 tấm ha. Bây giờ mình lên cho các bạn thấy này. Lên cầu thang ha. Đây. Nhà 2 tấm nha các bạn. Ở phía bên phải đây là một nhà vệ sinh này. Còn phía bên trái là một phòng. Phòng lót sàn gỗ hết ha, rất là hiện đại. Vào là ở thôi nhé các bạn, chưa có hành lang luôn. Đây, đây hành lang các bạn thấy nha. Đó. Hẻm rộng nha, hẻm này thoải mái luôn. Hẻm trước kia là đi xe hơi được. Và hẻm này vào xe máy là thoải mái. Đi coi. Phòng ngủ lót sàn gỗ. Đây, mình lên thêm một tấm nữa. Cầu thang kính cường lực nha. Đây. Đây là một cái phòng nhỏ. Không sao chị. Ngoài này, tấm chân này là phòng trước là một phòng lớn này. Ok, cái này là hai phòng lớn và phòng nhỏ. Ban công rộng nha các bạn. Rộng quá chị ha. Rộng, được rồi. Đây. Đây dưới hẻm ha. Hẻm này thông nhau hết. Hẻm thông nhau hết chị nhỉ? Đúng rồi. Hẻm nhà cũng ra được hết á, 3-4 tường luôn. 2m8 nhân cho 8m. 2 tấm, 2 phòng ngủ lớn, 1 phòng ngủ nhỏ. 2 toilet. Cầu thang kính cường lực. Đó. Quay lại cho bạn thấy rõ ha. Rồi ok. Có địa chỉ hết rồi, các bạn mua cứ bên này mua thôi. Rồi.